cha đi anh. Chúng ta cũng mệt rồi, bây giờ đi bộ cũng nhiều rồi. Có tuổi rồi. Cho chú về nghỉ ngơi nhá. Có tuổi rồi. Hai ba cùng nói tên nha. Hai ba. Tiểu. Tiểu. Ủa? Anh ơi! Anh! Đừng anh! Đừng anh! Em là người chỉ anh lên đây mà, anh bị gì hả? Thôi anh chọc vậy thôi. Thôi cho anh ra nghỉ ngơi nhá. Dạ. Sẽ hủy diệt. Cơ hội sở hữu máy rap Việt All Star Concert 2023 miễn phí duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Ngay chỗ góc cầu thang ở trên này. Anh sao em không lên? Em mới vừa lên em hủy diệt rồi, em hủy diệt anh Isaac. Nhưng mà nếu mà cái đấy đã hủy diệt rồi thì không thể nào người ta sẽ để lại cái mảnh hồi hủy diệt đấy đâu. Hồi nãy em mới vừa coi lại. Tại vì nó là cái rương em tưởng là người ta bỏ vô nhưng mà người ta không có thay đổi chỗ đó. Hồi nãy cái chị kia còn đứng ở đó. Góc giữa kia hả? Em lẹ luôn, có một cái rương ở trên kia. Nhưng là hủy diệt. Hủy diệt cũng phải là thử thách anh mệt lắm rồi. Bây giờ anh lên cái kia đi là hủy diệt á. Không thiệt mà. Anh kinh gì hết trơn. Nếu như mà anh lên trên kia anh bóp trúng thẻ thì anh nhớ hủy diệt giùm anh Lê Dương Bảo Lâm giùm em. Tại vì anh cầm nhiều thẻ, ví dụ như anh hủy diệt ảnh thì anh sẽ có vàng của 2 tấm nữa nha. Kêu đừng lên hủy diệt hoài ta. Lên đi. Thiệt, anh bóp trúng hủy diệt xong hủy diệt anh Lê Dương Bảo Lâm giùm em nha. Trong chùa mà, mình cứ sống bằng lòng tin đi. Tới mới chương trình bằng cái sự chân thành mà. Cầm cái này là toát mồ hôi, hai lần thử thách rồi đó. Trời ơi, hủy diệt các bác ơi. Trời ơi, hủy diệt. Xin mời bạn chọn thành viên để hủy diệt. Tính ra cái này cũng ác thật đấy. Bây giờ là nếu mà đội anh Lâm này còn đúng một người này, mà bây giờ hủy diệt anh Lâm ấy thì coi như đội thua luôn. Mà đội anh Giang ấy thì với Vi ấy thì còn hai người, là bây giờ đang nhiều thành viên hơn so với lại hai đội còn lại. Nhưng mà lại là người chỉ mình cái gương này mà bây giờ mình hủy diệt người ta thì mình sống làm sao được. Em ác lắm. Sao anh? Tại sao em lại kêu anh cái gương này? Bây giờ anh phải ngồi đây anh vắt óc suy nghĩ. Bây giờ trong đội em muốn anh loại ai? Em nói đi. Chính em là mang tới cái sự này, anh bắt buộc phải loại. Chú Giang đây. Trời ơi, sao mà em có thể biết nhảy này nhường TV được hả? Con gái tôi nguy hiểm rồi. Ráng lên cô gái, ráng lên đi. Mai chú mua cho cái đồng hồ mới nha con. Chú Giang đây. Chú Giang cũng mệt rồi, bây giờ đi bộ cũng nhiều rồi. Có tuổi rồi. Cho chú về nghỉ ngơi nhá. Có tuổi rồi. Hai ba cùng nói tên nha. Hai ba. Tiểu. Tiểu. Đừng anh, em là người chỉ anh lên đây mà, anh bị gì hả? Thôi anh chọc vậy thôi. Thôi cho anh ra nghỉ ngơi nhá. Dạ. Sẽ hủy diệt. Ủa trường gian. Khoa đang dạy gì cho anh ta? Khoa đang làm gì cho anh ta? Anh Giang ơi. Dậy đây. Anh Giang ơi. Chú ơi, lên đây có thử thách, đừng anh lên đây. Cho mày thử thách. Anh mệt chưa? Chưa kìa, người chú đi đây kêu chưa mệt kìa. Chú ơi, chú phải kêu chú mệt rồi. Chú đi. Chú đi hả? Chú đi đi. Trời ơi, nhìn người anh cặm cụi đi, anh không lỡ luôn á. Chú Giang Nam hồi nãy giờ chú thảnh thơi lắm, không có đi làm gì hết đó. Thế Giang ơi, em xin lỗi nhá, xin lỗi vì đã hủy diệt Tiểu Vi nhá. Anh ơi. Em là người chỉ anh lên đây mà. Chính em đã tạo điều kiện cho anh trở thành người xấu. Chính em đã tạo điều kiện cho anh trở thành một con người ác. Mà hủy diệt Tiểu Vi nhá. Về nghỉ ngơi em nhá. Tiểu Vi bị loại, xin mời bạn trả lại.